Hello, xin chào cả nhà. Ở trong video này mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái cách để chúng ta có thể chọn được nghề nghiệp phù hợp theo tử vi để tham khảo. Trước hết thì chúng ta cần phải có một cái lá số tử vi. Chúng ta lên Google, chúng ta tìm kiếm với từ khóa là An Sao Tử Vi Online thì nó sẽ đưa ra gợi ý cho chúng ta rất nhiều trang và chúng ta có thể chọn một trang nào tùy ý nhé. Ở đây ví dụ mình demo với trang tử vi vietnam.vn. Sau khi vào đây rồi thì chúng ta sẽ điền họ tên, ngày sinh theo dương lịch của âm lịch này. Chúng ta phải nhớ là có giờ sinh thì nó mới chính xác được nhé. Sau khi điền đầy đủ thông tin thì mình chọn là An Sao Tử Vi. Ở đây mình an cho nó nhảy ra cái lá số như thế này. Thì chúng ta cũng không cần quá lo lắng nếu mà chúng ta chưa biết về cái bộ môn này. Ở đây thì chúng ta chỉ cần quan tâm đến 3 đến 5 cái cung chính, đó là gì? Mệnh, tài, quan. Chúng ta để ý này. Trên này có chữ mệnh này, có chữ tài này, có chữ quan này, hoặc có thể thêm là nô, di, những cái thứ mà có thể liên quan đến nghề nghiệp của chúng ta. Sau đó thì mình sẽ để cái link bài viết này ở phía dưới video nhé, mọi người vào đây mọi người sẽ tra. Trong cung mệnh này nó có cái sao này thì nó sẽ cho chúng ta cái xu hướng là làm nghề gì. Ví dụ như là có lộc ở cung mệnh thì thường là sẽ là những cái người chủ cửa hàng làm trong ngành giải trí, văn học, đạo diễn, kiến trúc. Ví dụ có hóa khoa, văn dương, văn khúc tại cung mệnh thì cái này liên quan đến văn, cho nên là có thể sẽ là học giả nổi tiếng. Rồi có thể là thiên mã đóng tại cung mệnh, thiên mã là di chuyển. Đấy, thì ngành nghề là hướng dẫn viên, cái hành khách như là lái tàu, lái xe. Rồi đây này, thiên hình tại cung mệnh, thiên hình thì liên quan đến tật thì có thể là bác sĩ, tư pháp, bộ đội. Đấy, ngũ khúc này, ngũ khúc liên quan đến tiền thì có thể là chuyên gia về kinh tế. Thì mình cứ nhìn vào cái đa số của mình thôi, nếu mình thấy có yếu tố nào mà nó phù hợp với cái thông tin cung cấp ở đây thì mình tham khảo và mình đưa ra được cái lựa chọn, hoặc là mình xem nó có phù hợp với cái sở thích của mình hay không để mình có những cái quyết định làm sao cho nó hiệu quả và chính xác nhất. Ok, bạn nào mà có cái comment hay là có ý kiến nào liên quan đến cái nội dung của video thì hãy bình luận ở phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi và chia sẻ nhé.